mình đố ai từ đây về sau bước vô phòng mình mà dám mang dép mang giày vô luôn á, tôi cào lông giò luôn á. Thì cháu của mình chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Ý Nhi TV. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để giới thiệu studio trên công ty của mình. Wow. Mình mới nhận được studio mọi người ơi. Và cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng vô Retory, mình cũng đã có được cái studio cho riêng mình rồi mọi người ơi. Và những năm tháng vừa qua thì Nhi cũng nhận được rất là nhiều comment. Các bạn hỏi Nhi là Nhi ơi, Nhi có studio chưa? Nhi ơi, sao tất cả mọi người đều có phòng hết rồi mà Nhi vẫn chưa có video giới thiệu phòng vậy? Thì tại vì chưa có cho nên chưa quay. Hôm nay có rồi thì nên Nhi sẽ quay một cái video giới thiệu về phòng làm việc của Nhi trên công ty, và cũng hay gọi là sao ta? My room tour trên công ty của mình. Và các bạn hãy cùng theo chân Nhi sẽ đến hết video để xem là phòng làm việc trên công ty của Nhi có gì hay nha. Let's go. Ta-da! Và đây là studio của mình. Vì mình rất là thích màu xanh cho nên là công ty đã cho mình một cái phòng có một cái màu xanh. Đây các bạn nhìn nè. Trời ơi, bước vô cảm thấy mình yêu đời, nó sống sảng khoái mát mẻ gì đâu. Hôm nay room tour cho nên mình cũng chọn một cái màu áo nó tông sẽ tông với lại cái màu phòng của mình. Nice. Thì vì là mình mới nhận phòng thôi cho nên vẫn còn một số đồ của mấy anh chị trong cái phòng cũ á chưa có dọn đi. Và cũng có một số đồ là mình vừa dọn xong cho nên nhìn nó rất là trống trải. Nhưng mà cái góc này, mới nhận studio mình nên làm cái điều gì cho nó thú vị nha. Mình nên trang trí lại studio cho nó theo cái style của mình một chút. Với lại mình sẽ đem một số món đồ của mình lên, ví dụ như nút bạc của mình nè, những món quà mà mình được nhận nè, để lên đây để khẳng định đây là studio của mình. Thì ở đây mình có order một số món đồ ở trên Shopee để về để mà mình trang trí. Thì để coi coi mình nhớ mình có order. Trời chết rồi, nhiều quá không nhớ rồi. Thôi để mình ôm vô mình bóc cho mấy bạn coi nha. Ta-da! Đây mọi người ơi, là tất cả những thứ mà mình đã order được. Ở đây thì mình có một cái thảm. Cái thảm này mình để ở dưới này một tí, mình sẽ quay cho mấy bạn coi. Còn cái này nhìn thôi là biết rồi, đây là cái bộ chăn ga. Wow. Tại vì khi mà mình vô cái phòng này mình thấy có cái giường cũng ok lắm. Mà mình thì rất là hay ở lại công ty cho nên là mình mua cái này để mà có cái, nếu mà ở qua đêm ở công ty thì nhìn nó cũng sạch đẹp hơn là cái giường màu đen. Còn cái này là bình giữ nhiệt. Rồi ở đây có mấy cái khung tranh ảnh các kiểu. Mình thì mình có một bức tranh với lại một vài tấm ảnh cho nên mình mua mấy cái này để mình trang trí. Còn đây, cây nhỏ này để mình để trên bàn làm việc của mình thôi. Còn đây là rất nhiều cái decal để mà mình dán lên trên tường để mình che lại mấy cái này chút xíu. Như là mình có một cái khoảng này với cái khoảng này nhìn rất là trống trải nè. Bây giờ mình sẽ bóc cho mấy bạn coi nha. Sẵn đây mình sẽ vừa trang trí phòng và dọn dẹp phòng luôn. Sau khi mình trang trí xong hết rồi thì đoạn cuối video sẽ là room tour. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình kêu mấy bạn là ráng ở lại coi đến hết video để xem cái phòng của mình như thế nào á. Ô la la. Cái này nó có vẻ hơi tím nha. Nó hơi tím. Đây cái bình này là xịn sò lắm nha mọi người, nhìn nè. Đấy. Tại vì ở trên mấy cái phòng này á thì mình hay rất là hay uống nước rồi uống trà sữa cái kiểu á. Mà mấy cái bình này thì nó sẽ rất là tiện cho mình. Tại kiểu nó giữ nhiệt á, mình sẽ giữ được cái đá lâu hơn. Cái này là cái thảm. Tại vì mình thấy đa phần á, các studio của anh chị á đều là bỏ dép ở bên ngoài. Cho nên là mình nghĩ là mình mua cái này để kiểu khi mà bước vào phòng người ta sẽ tự hình dung ra à, phải bỏ dép bên ngoài nha, tại vì có cái thảm rất là đẹp bên trong nha, không được mang giày vô đâu quý vị. Ok. Nhìn có vẻ to nha. Ta-da! Nhìn nó hơi vintage một chút xíu so với cái phòng, nhưng mà thảm lót ở dưới mà mọi người. Cho nên là miễn sao nó trùng với màu gỗ là được rồi. Còn cái này là bộ ra giường của mình. Đang là mùa hè mà mọi người. Nếu mà mấy bạn đi học thì mấy bạn không có mùa hè, nhưng mà mình đi làm thì mình vẫn có mùa hè bình thường. Cho nên đây mình mua một cái bộ ra giường màu vàng, rất là summer luôn á. Nó hơi, bắt đầu nó hơi nhiều đồ đó. Chắc là bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí luôn. Đầu tiên là cái giường này. Giường một cái, còn cái này là cái chăn. Cái này mình có thể, nó đang kiểu rỗng ruột á, mình có thể mình bỏ cái ruột chăn vô cho nó dày với lại nó ấm. Xong cái giường. Tính ra cái mà mình thích nhất trong phòng này là mình đã làm xong rồi đó.
Ngoài ra thì mình nghĩ là mình không cần phải làm gì nữa đâu. Tại mấy cái này nó cũng dễ lắm. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Giờ sẽ là bước lồng cái bức tranh mà mình thích nhất. Đây, đây là một cái khung tranh. Tại vì mình order ở trên mạng, với lại mình rất là dốt cái khoảng mà đo lường các kiểu, cho nên là nó hơi nhỏ so với bức tranh của mình. Nhưng mà mình vẫn có cách để cứu. Ta-da! Đây là bức tranh. Đẹp hứa, đẹp chưa, đẹp chưa. Nhưng mà nó hơi to một xíu thì mình sẽ gấp một cái góc lại. Bây giờ mình đang rất là hóng cái khoảnh khắc mà mình lật bức tranh lên, để xem thành quả sau khi mình gấp bốn cái góc của nó lại thì nó sẽ như thế nào. Ta-da! Wow! Được không mình nghĩ? Mình cứ sợ là nó bị mất góc này kia, thật ra là bị mất hai cái đuôi tóc hai bên nè. Nhưng mà cũng được. Enjoy every moment. Tận hưởng từng khoảnh khắc. Thực ra đây là một cái khung ảnh, khung tranh đó, nhưng mà mình chưa có cái ảnh nào vừa với cái kích cỡ này, cho nên mình quyết định mình sẽ để cái slogan này luôn. Mình chỉ tháo này ra thôi. Nó cũng là một cái slogan rất là hay với bộ. Mình bóc á, mình bóc đồ bạo lực dễ sợ luôn. Kiểu như thế này, có thể để bàn làm việc hoặc là để bên cây đàn cũng được. Góc bên cây đàn để này nhìn nó cũng ok, sang xịn mịn lắm. Wow. Perfect. Oh, and finally. Oh, cũng có một cái ra hồn nè quý vị. Mà trong đây cũng hình như là có 3-4 miếng lận. Tôi tính ra cũng có cái này coi được nè. Mấy cái đèn. Để coi mình sẽ dán cái đèn nào trước đây. Lấy cái này đi, lấy cái này trước. Sẽ test thử một cái. Cái này mình nghĩ là lỡ mình có dán sai mình vẫn gỡ ra được. Cái loại này nó không phải là loại làm hư đồ. Ví dụ. Đây là một cái dạng mà mỗi lần mà trên video mà đứa nào nảy ra sáng kiến á, anh VB thường cho kiểu như vậy. Cái bóng đèn sẽ nằm kế bên. Mình sẽ dán kiểu freestyle luôn. Bên đây thì mình cũng muốn dán thêm cho nó full cái này lắm, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ bị không có liên quan á. Tại vì mình đang muốn dán mấy cái kiểu, mấy cái tranh này nè. Cho nên là mình sẽ để đây một dàn tranh xuống. Đây các bạn ơi, đây là góc mà mình nghĩ là mình sẽ để được nhiều đồ nhất, để được nút bạc nè, với lại mấy cái đồ làm việc của mình. Ở đây thì mình sẽ giữ ba bức tranh này lại, tại vì mình thấy nó còn giá trị lợi dụng mà. Còn mấy cái này thì mình sẽ gom vô mình để tạm ở bên phòng bên kia. Tại vì đây là đồ của mấy team cũ á, máy ảnh này kia họ chưa có lấy, nên là mình cũng... Úi! Ủa? À! Em không phải tại tôi nha. Cái này nó kiểu hư hại từ trước nha. Này của ai trời? Đây. Biết rồi. Của mẹ Cường nè. Chơi gì chơi làm hư bỏ vô đây. Để kiểu tôi đụng vô tôi... Xin lỗi quá. Phá đồ quá. Kệ. Ông để phòng tôi. Cái này là ông tự chọn cái chết. Đem đi quăng. Chơi nữa. Mình sẽ bỏ con này vô đây. Nhìn nó đội cái nón này hơi tục tục, nhưng mà vô đây nó vô tình nó là cũng đẹp. Góc này thì cũng tạm, bây giờ sẽ tới góc này. Góc mà mình hay sử dụng nhất. Ta-da! Ôi. Tuyên bố mình lút cái này nha. Nhìn dễ thương đó nè. Đây. Cái này mình sẽ để ở đây. Hoặc là để lên đây. Hay là mình để đây luôn. Hay vì bản nốt nhạc mình để cái slogan lên đây. Thực ra là để đâu cũng được, chỉ là mình thích thôi. Hi. Mà nhìn chỗ này nhìn kỳ quá. Thôi để tạm đi, tí mình chỉnh sau. Đau quá. Cái này thôi thôi để đây vì an toàn. Đây các bạn có thể thấy, đây là một trong những lần lau nhà mà nó gọi là nó sung sướng nhất cuộc đời này. Chỉ cần ngồi im một chỗ thì vận động tay thôi, không cần chân. Rồi cái túi quà của ông già Noel bỏ đây vậy. Của ông nào thì tôi tức ghê á. Cũng phải vận động chân thôi, không thể nào lau gì tới trong kia được. Mình sẽ tổng vệ sinh ở đây một lần để mà ở đây là sao ai muốn bước vào phòng tôi là phải tháo dép ra. Bây giờ sẽ tới màn ảo thuật thảm bay Aladdin nè mọi người. To infinity and beyond. Đây,
bây giờ đã có cái thảm này rồi thì mình đố ai từ đây về sau bước vô phòng mình mà dám mang dép mang giày vô luôn á, tôi cào lông giò luôn á. Chị cháu cô mình OK, mấy bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã trang trí xong cái phòng của mình rồi. Nhìn cái phòng có chút ép vậy thôi mà trang trí đúng mệt luôn á. Trời, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại nè. OK, bước sàm đi. Thì như mình đã nói ở đầu video là tất cả các sản phẩm mà mình order để trang trí phòng hôm nay á, tất cả đều là ở trên Shopee hết. Tại vì theo như mình biết thì ở trên Shopee đang có chương trình là thổi bay nắng hè. Các sản phẩm đồng giá giảm 30% và đang có tuần lễ hoàng lên đến 10% luôn mọi người. Tuần lễ hoàng xu á nha. Nhanh tay lên đó để săn những cái voucher hot nha. Hàng xịn, giá chất, săn ngay kẻo lỡ. Lưu bí ẩn, giá chất lừ, mùa ngay trước khi biến mất. Ta-da! Và đây là phòng mình sau khi đã được một đống đồ bỏ vô và cũng bỏ ra một đống đồ luôn. Cái góc này thì mình sẽ đi coi lại sau, tại vì nó bị mình lỡ tay làm rách cho nên là mình sẽ dán lại sau. Đây là thành phẩm của mình, trời ơi cảm thấy thật là hài lòng. Máy tiếng của mình cảm thấy thật là OK mọi người. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi tham quan phòng của mình nha. Gì vậy? Ủa gì vậy mọi người? Vô đồ Kido. Ủa gì liên quan gì ông Kido đây? Phòng này em chung với Kido mà. Hả? Ủa? Ủa tưởng của em hết trời. Ủa tưởng của em hết trời. Ủa sao công ty nói phòng này cho em? Hả? Mơ đi, bớt mơ đi, bớt đi, bớt đi. Để đây luôn hả anh, hay để dưới? Để dưới cũng được chứ hả? Để giường đi chứ để đây là giường cũng do. Để dưới đi. Để đây đi ừ. Rồi. Trên cái thảm được nè, thảm. Ủa phòng này em sạch. Để đi. Rồi được. Để lên cái thảm là đẹp rồi đó. Ok. Rồi. Ok em đi nha. Ba em. Ba gì? Để cái giường nó vô một đống đồ đó. Ừ. Hai cái xe tải nữa nha. Ủa? Không nghĩ bà luôn đi.